Ha ha, đúng vậy, tôi đồng ý. Anh cái gì ta? Thống tử trợ giúp bên ngoài gấp gấp. Sao, một đêm đã không nhớ rồi? Tối qua đồng ý thoải mái như vậy, quả nhiên đều là lừa người, cha nam. Đàn ông nhảy. Ồ, tôi nhớ ra rồi. Ây da, đương nhiên tôi nhớ rồi. Tôi đồng ý với anh, sau này tôi không tới gần người đàn ông khác, cũng không nhảy với người đàn ông khác. Này còn tạm được, về sau bớt đi nhảy đi. Vậy thì một tuần hai lần, như vậy đủ khắc chế rồi nhỉ? Được rồi, định nghĩa, lại khắc chế. Hoan nghênh quý khách, hai vị mời vào trong. Mùi vị của cửa hàng nhà hàng này rất được, cũng rất riêng tư, không ít người nổi tiếng sẽ tới đây dùng bữa. Hôm nay dẫn em đến để nếm thử trước, nếu thích sau này chúng ta có thể tới thường xuyên. Được thôi. Chỉ Động. Thật không ngờ có thể gặp được Chỉ Động ở đây đúng lúc. Hạng Mục có mấy vấn đề muốn giao lưu với Chỉ Động. Vương Hoài, người hợp tác làm ăn của tập đoàn Chỉ Thị. Đây, tôi vào phòng vệ sinh, các anh nói trước. Được, tôi đợi em ở đây. Làm tiểu kiều thê của tổng tài mà, phải hiểu chuyện có mắt nhìn. Ai, tôi đúng là người vợ tốt. À đúng đúng, cậu chắc chắn không phải là vì nhàm chán muốn đi trốn, đi chơi di động mới chuồn. Có cậu nhiều lời. Yo, Oan Gia ngõ hẹp à? Họ Mạc lại gặp nhau rồi. Ký chủ Papa, tên này là kẻ rắc rưởi, từng bị nguyên chủ dạy dỗ, Vương Viễn. Vương Diễn hay bỏ thuốc cho những nam nữ trẻ tuổi mới ra xã hội kia ở trong hộp đêm rồi nhân cơ hội xâm phạm bọn họ. Có một lần bị nguyên chủ bắt quả tang, trực tiếp bị nguyên chủ dùng cái chai rượu đánh vỡ đầu. Không thể không nói nguyên chủ làm rất đẹp. Sao mày lại ở đây? Lần trước làm hỏng việc tốt của mình còn đập vỡ đầu mình, thù này không thể dễ dàng bỏ qua. Tao ở đây đương nhiên là để đánh. Không được, mình vừa mới dựng được hình tượng dâu tây dính người ở trước mặt Chỉ Yến, nếu như đánh nhau không phải sụp đổ hết hình tượng rồi sao? Tôi là tới ăn cơm với người ta. Người này thật sự là Mạc Chi Dương, một lời không hợp đã đánh vỡ đầu người ta, người kia sao? Ăn cơm với người ta ai, kim chủ nhà mày sao? Ai không có mắt như vậy, chơi cái loại như mày, ha ha. Miệng sạch sẽ chút, cậu đừng có đi, tôi đi gọi người. Ông đây sợ mày hả? Tại sao? Tao lại muốn xem mày có thể gọi được ai. Hứ? Hu hu. Em sao vậy? Dương Dương, có phải có người bắt nạt em không? Thiếu niên này là ai? Lần đầu tiên thấy Chỉ Động quan tâm một người như vậy, vậy mình phải lôi kéo cậu ta thật tốt. Dương Dương ngoan, rốt cuộc ai bắt nạt em, nói cho tôi biết được không? Đúng đấy, người nào to gan như vậy lại dám bắt nạt người của Chỉ Động? Chính là cậu ta. Này, tao nói mày đi đâu tìm cứu binh? Chỉ Động, chỗ này giao cho tôi là được. Ba, để tìm chủ của Mạc Chi Dương không phải là ba mình chứ? Tiêu rồi, nếu Chỉ Động thật sự nổi giận, Vương Diễn ít nhất cũng phải mất cánh tay. Vẫn là để mình đích thân dạy dỗ, ổn định lửa giận của Chỉ Động trước. Nghịch tử này dám bắt nạt người của Chỉ Động có phải chán sống rồi không? Ba điên rồi. Đừng gọi tao là ba, tao không có thằng con, không biết sống chết như mày, còn không xin lỗi Chỉ Động. Lần trước cậu ta suýt nữa đánh nhau với tôi ở hộp đêm, hôm nay lại gặp, muốn gây phiền phức cho tôi rất sợ. Mày điên đảo trắng đen, lần trước rõ ràng mày đánh tao còn giả vờ đáng thương.
Lão Vương, sau này ông đừng xuất hiện nữa, hạng mục kia cũng không cần thiết phải tiếp tục nữa rồi. Nhưng mà chỉ động tôi thu dọn rời đi đi. Vâng, tôi hiểu rồi, chúng tôi đi ngay. Mẹ cái thằng ăn, thằng hại cha. Ba, chật chật, trời lạnh rồi, Vương gia nên phá sản rồi. Anh lợi hại ghê á. Có điều vẫn là anh tối qua lợi hại hơn. Nhà hàng này có dịch, có phục vụ ship hàng. Giờ chúng tôi về nhà. Hì. Tức quá, lại bị QL thối bắt nạt rồi. Tòa nhà tập đoàn Trì Thị. Ký chủ cậu không đúng. Không đúng chỗ nào? Lúc trước cậu không thích loại chuyện này nọ như vậy, cũng chưa từng thích rửa tay nấu ăn cho đàn ông. Cậu lại xem cậu bây giờ đi. Có phải cậu đang có kế hoạch không? Xịt, đây là chiến thuật gia đang chơi một ván cờ lớn. Dương Dương, đói rồi chứ, những món này đều là chính tay em làm, mau nếm thử tay nghề của em đi. Hẹ xào ba chỉ, hàu sốt tỏi, thập cật xào thập cẩm, một bữa cơm rất dương cương. Trông không tệ, ngửi cũng rất thơm. Dương Dương dù sao cũng là quỷ hút máu, có thể không biết tác dụng của những thức ăn này, cho dù làm khó ăn cũng rất bình thường. Tâm ý hiếm có, mình phải khích lệ em ấy mới được. Thật sự rất ngon. Vậy mà còn ngon hơn không ít nhà hàng làm. Ngon thì tốt. Nói đùa, tài nấu nướng là kỹ năng cần thiết của Bạch Liên Hoa đấy. Ai vậy? Chỉ động. Sao cậu lại ở đây? Chỉ động rất bận, cậu đừng quấy rầy anh ấy. Ký chủ cô ta là Diệp Đình, một trong số đối tác làm ăn của chị Yến, theo đuổi người đàn ông của cậu rất nhiều năm rồi, mãi đến lúc chị Yến kết hôn mới dừng lại không ít. Thì ra là vậy, chẳng trách có địch ý lớn như vậy với mình. Chào chị gái, ai Yến đang ăn cơm, chị mau vào đi. Ai là chị cậu, thần kinh. Công lực liên ngôn, liên ngữ của ký chủ lại tăng rồi. Sao anh lại ăn những thứ này? Em có thể đặt nhà hàng Michelin bên cạnh đi ăn chung đi. Tôi thích món Dương Dương nấu, cô tự đi đi. Vậy chỉ động, dùng từ từ, đừng quên cuộc họp lúc 2 giờ chiều. Ừ, không tiễn. Hừ, cái mắt gì? Giọng điệu rất chua. Nấu cơm vất vả rồi, đợi lát bảo tài xế đưa em về. Không vất vả, em thích nấu cơm cho anh. Buổi tối nhớ về nhà ăn cơm nhé, em chờ. Biết rồi. Cứu mạng bà xã đáng yêu quá phải làm sao. Làm việc khỉ gió này một chút cũng không muốn làm nữa. Vô đây là đợi mình à? Chị gái, chị còn chưa đi hả? Chật, ra thế bình thường, người trông cũng chẳng ra làm sao, ngược lại rất biết giả hiền huệ. Cậu tưởng dựa vào bưng trà rót nước có thể nắm được trái tim của chị Yến à? Tôi thấy cậu ở trong mắt anh ấy cũng chỉ là bảo mẫu cao cấp. Chị gái đừng nóng như vậy mà, tôi đây chẳng qua là một số thủ đoạn nhỏ để câu đàn ông giàu thôi. Nếu chị gái muốn học, tôi có thể dạy chị. Cậu quả nhiên là kẻ ham giàu có. Tôi cảnh cáo cậu lập tức rời khỏi Trì Yến, nếu không tôi sẽ nói bộ mặt thật của cậu ấy cho anh ấy. Thì vậy thì phiền chị rồi, mau đi tố cáo đi. Thật ngại quá, cô cũng là một vòng play của chúng tôi. Tên này là kẻ điên sao?
gà quay, nam sâm, canh gà đen kỷ tử, hẹ vàng, xào đậu khô. Cậu đây là muốn chết à? Quỷ hút máu không sợ gì. Anh về rồi. Về rất đúng lúc, mau tới. Canh gà đen phải nấu nhân lúc nóng. Phải ăn nhân lúc nóng. Đúng rồi, Dương Dương, hôm nay anh nghe Diệp Đình nói bọn em cãi nhau rồi. Cô ta nói, em nói là hám của chỉ nhìn trúng tiền của anh đúng không? Em thấy cô ta không thuận mắt lâu rồi, lần sau còn để em gặp cô ta em sẽ vẫn mắng. Lâu rồi, anh vẫn luôn tưởng em và Diệp Đình không quen, sao lại cãi nhau? Khổ, lúc trước, lúc xem bắt quái giải trí, trên báo cáo nói anh và cô ta qua lại rất gần. Tin bắt quái đều là chuyện lâu, rất lâu trước rồi, lẽ nào lúc đó Dương Dương đã đối với mình? Dương Dương, em thích anh từ khi nào, tại sao không nói với anh sớm? Có gì hay mà nói, hơn nữa em không đoán được tâm tư của anh, nào dám nói cho anh biết. Tâm tư của anh rất đơn giản, không cần đoán. Anh thích em, hơn nữa thích này có thể kéo dài cả đời. Thật sao? Vậy anh, vậy anh có thể đồng ý với em một chuyện không? Đừng nói một chuyện, trăm, một trăm, một nghìn chuyện đều đồng ý. Dương Dương, như vậy ai có thể từ chối được, đừng hỏi. Chính là cứu em trước giữ lớn. Tối ngày mai em có thể đi nhảy không? Không được. Nhảy chơi có gì vui, còn chơi vui hơn mình sao? Hu hu, em chỉ nhảy không thân mật với người nào cả, được không? Không được, chuyện này là miễn bàn. Ha, không chịu đúng không? Thật sự cho rằng thức ăn Dương Cương cả ngày hôm nay đều là cho anh ăn không à? Được rồi, nếu anh đã không chịu cho em đi, vậy chúng ta chơi cái khác. Đi theo em. Dương Dương, em muốn làm gì? Hôm nay em cho anh ăn những món kia là có ý này sao? Thức ăn làm sao, có vấn đề gì ư, em làm không ngon sao? Rất ngon, nhưng em càng ngon hơn. Óp, buồn ngủ quá, mệt rồi. Em muốn đi ngủ rồi, ngủ ngon. Em ấy gieo mình thành như vậy xong rồi mặc kệ. Ban đầu không để ý người ta, đây chính là phúc báo nha, phúc báo. Dương Dương, đừng ngủ, em mệt không sao, anh tự. Không muốn, không muốn, em muốn ngủ. Rốt cuộc em muốn anh làm thế nào mới chịu chơi với anh? Em nói anh có thể làm được. Đương nhiên. Sinh nhật em sắp tới rồi, nhưng em chưa nghĩ ra món quà sinh nhật gì. Tóm lại anh đồng ý với em một điều kiện trước, đợi em nghĩ xong rồi nói sau thế nào. Chỉ vậy, không vấn đề, em muốn anh đồng ý. Muốn gì anh cũng đều đồng ý. Hi hi, siêu yêu anh. Để đạt được mục đích, không ngại bán sắc bản tính của ký chủ, sắp đạp lên mặt mình rồi. Hôm sau, Dương Dương, anh về rồi, cơm tối em muốn ăn cái. Dương Dương, không có nhà. Không phải là... Alo. Dương Dương, em ở đâu? Có phải lại đi nhảy rồi không? Đúng vậy, tối qua không phải anh đã đồng ý điều kiện nhỏ của em rồi à? Quà sinh nhật em muốn chính là đi nhảy nha. Em không nói nhiều nữa, em cúp máy đây. Yahoo. Hôm nay nhảy rất, hôm nay rảnh rỗi, tự mình nghe nhạc. Mình muốn xem rốt cuộc đi nhảy có gì hay. Ngay cả đối tượng cũng có thể vứt qua một bên. Quán bar.
đông người quá. Chào anh đẹp trai, có thể mời anh uống một cốc không? Đã kết hôn, cảm ơn. Dương Dương ở đó. Thống tử, cậu có người thấy mùi hương kỳ lạ không? Mùi hương gì? Không ổn, đầu rất choáng. Ký chủ cậu sao vậy? Dương Dương. Anh đẹp trai nhảy chung đi. Rõ ràng vừa thấy em ấy sao chớp mắt đã không thấy rồi. Do cậu chắc chắn cậu đã hít thuốc kia. Chắc chắn lúc đó tôi đứng gần cậu ta, chính mắt thấy cậu ta hít vào rồi. Nhịn cười. Nghiêm túc chút được không? Bây giờ cậu đang bị bắt cóc đấy.